À, thế anh em đứng trên sân khấu buồn cười với cái lần lúc mình bình luận trận ba. Mình vừa mới lên mình đã nói với ông Lu rồi. À, trận này anh em mình bình luận làm như thế nào? Ít nhất là phải làm cho bọn LK thắng được một game, kiểu gì LK phải thắng một game anh ơi. Sao cùng Gao đánh hay quá, sao chơi? Hello mọi người, hello anh em nha. Chào mọi người. Xể lâu lắm mới thấy anh em vào. Chợt nhớ anh em thế nhờ, đùa. Anh đánh giá sao về màn thể hiện của LK á? Mấy câu hỏi chuyên môn này hay thế. Mình tập trung mình trả lời mấy câu hỏi chuyên môn của các bạn nhá. Những cái thứ ngoài lề mà nó không liên quan lắm thì bỏ qua nó đi. Rồi ok, hôm nay mình cũng xin lỗi các bạn nha. Cam mình mờ không phải là bởi vì mình làm nó mờ. Mình không biết là sao cái phòng này rất là nhiều hơi nước, bây giờ đồ của mình này, cái pet này, cái tai nghe này, tất cả mọi thứ đều đang rất là ướt. Nên là ok, bình tĩnh thôi mọi người. Hello mọi người nha. Mấy con mình bùng 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 này, còn mạnh đọc không có rõ nha. Các bạn cứ bùng bùng cái gì đọc không có rõ luôn á. Mình cứ bị kiểu mờ mờ ảo ảo ấy, không hiểu kiểu gì luôn. Các bạn có mình kiểu gì bị lỗi rồi các bạn ạ. Anh nói qua kêu ngày mai SKT về đem buôn đi, ok tí nữa nha. Mà các bạn cứ TQBC cái gì vậy? TQBC cái mẹ cháu gì vậy? Nói thật với các bạn là ngày hôm nay các bạn thấy mình bình luận như nào đấy, đấy một vài cái chủ đề chuyên môn mà các bạn cần phải quan tâm đấy. Ngày hôm nay mình bình luận như nào, mọi người thấy ra sao? Ổn áp không để mạnh còn cố gắng. Thế này thế kia mạnh còn cố gắng, các bạn cứ đi vào những cái vấn đề kiểu nó không liên quan, dỗi vãi lồng thề. Mạnh có dỗi không? Dỗi chứ, các bạn cứ đề cập những cái thứ linh tinh không. Nói chung là thôi được rồi. Nói thật là cá nhân của Mạnh nói rằng là Việt Nam nói thì không làm cũng được, nhưng mà có làm, nói chung là mình sẽ có làm đấy. Nói chung là mình sẽ quay clip đàng hoàng, nói chung cũng giờ mình phải làm như nào, mình phải lựa lựa như thế nào để cho nhìn nó văn minh lịch sự. Bây giờ mình tụt quần ra đây, bây giờ nói thật với các bạn, bây giờ mình mẹ đứng đây mình tụt quần ra mình búng này, các bạn xem này là FB là rip mình luôn đấy, đúng không? FB Facebook là rip Facebook mình luôn á, anh em phải thông cảm để đánh à. Chúng ta đi vào những cái thứ chuyên môn hơn đi, đấy là nói về gam này, nói về LK này, nói về các thứ đi đi mà. Cái tầm này thì liêm sỉ cái gì nữa các bạn. Chẳng qua vì đây là mình stream trên Facebook thôi, mình stream trên cái nền tảng khác là mình tụt quần mình búng chim các bạn xem luôn đấy. Đùa. Việt Nam nói là làm mạnh là mạnh. Mình sợ bây giờ mình làm thế phát là các bạn kiểu bị ngất luôn ấy, tự nhiên nhìn thấy quái vật nó lòi ra là các bạn ngất luôn, thật không không phải là đùa các bạn đâu, tầm này tụt quần ra cái là các bạn ngất luôn đấy. Đùa chứ hôm nay lâu lắm rồi mọi người mới thấy mình bình luận, thì mọi người thấy như thế nào? Nó có theo kịp tiến độ hay là có giống những gì mọi người hình ảnh gọi là hình dung hay không? Bởi vì nó thật là cá nhân mình ấy, mình cũng thấy là má lâu rồi không bình luận, cảm giác như cái tiết tấu nó nhanh thật. Chứ còn mẹ chống đẩy 50 cái hay là cái gì đơn giản mạnh làm được. Mạnh bành tráng cái gì, cái giải đấu VCS của chúng ta đi mẹ nó, cái giải đấu VCS của chúng ta nó là bánh tráng rồi, thế nên là mạnh bánh tráng một tí nên là nó cũng ok mà nhở. Nó cũng ok, cũng mạnh cũng nên bánh tráng một tí đi thì hay vãi lòng ra. Không, bạn không nói điều đâu, nhưng mà ngày hôm nay lâu không comeback là nói lúc đầu nó cũng hơi cứng mồm thật. Lúc sau mới quen ấy, may mình làm cùng với anh Luân các thứ ấy, làm cùng với cả Lê Khôi mà là nó xoay cho mình là mình có khi không nói kịp rồi. May không mà được làm cùng anh Luân đấy các bạn ạ. Mình cũng cảm ơn các bạn mà nói chung là vẫn ở đây, loanh quanh và vẫn ủng hộ cho mình. Như mình đã nói mà là không có chuyện là mình chơi đấu trường chân lý thì mình quên hết về những gì về về Liên Minh. Nói chung là mình vẫn theo rất là sát Liên Minh, đấu trường công lý và các thứ vẫn là ổn áp. Còn quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay mà các bạn hỏi mình là ngày hôm nay anh thấy Zerot đánh như nào, ra sao và
Gam đánh như nào, mình thật với các bạn là má mình không ngờ luôn á, mình không ngờ là Gam play off đánh hay đến như thế luôn á. Thậm chí là Gam play off đánh còn hay hơn cả Gam vòng bảng, đánh hay hơn ở Gam vòng bảng rất là nhiều. Bởi vì là nếu như mà là Gam ở vòng bảng á thì không có chuyện là cái trận lật kèo đầu tiên nó lại có thể xuất sắc đến như thế đâu. Cái trận đầu tiên lật kèo nó cũng rất là ghê. Gam bị dẫn trước và những gì mà LK nó chuẩn bị được ấy, nó thực sự là ấn tượng luôn á. Những gì LK nó chuẩn bị được là... Thôi anh em, mẹ cứ hỏi chấm rồi tụi quần búng chim cái gì. Người ta tập trung nói chuyên môn đi. Ở kiểu mấy ông ấy đùa. Ủng hộ mà ông rep comment là có chứ. Anh ủng hộ, anh rep hết comment. Các bạn comment những cái chuyên môn đi để Mạnh còn em trả lời. Các bạn đừng có đề cập tới những cái vấn đề nó không liên quan đi. Nói chung là Gam là ngày hôm nay là đánh hay á. Và đúng, mình đồng ý với quan điểm là Gam chưa tung hết bài. Gam vẫn còn rất là nhiều bài các bạn ạ. BF cũng vỏ sò vẫn ra huyết kiếm đúng không anh? Đúng rồi, vẫn ra huyết kiếm mà. Gam vẫn còn rất là nhiều bài. Và ngày hôm nay thì đại loại là đội hình mà Gam sử dụng ấy nó cũng khá là cơ bản, không gì đặc biệt cả. Counter lại mấy cái swap lên rồi các thứ rất là ổn. Má, bây giờ các bạn còn có quả hashtag TQBC nữa. Phải cả nồi với ông này bây giờ chôn đéo chịu được đi. Cảm ơn Vũ Ngọc Hiếu nha, vừa xem livestream và ủng hộ anh tháng thứ tư, cảm ơn em. Hôm nay là Mạnh hơi bị khản giọng rồi anh em, là quá đáng vừa thôi, thương Mạnh đi. Kiểu lâu không được làm hay quá, hay vãi đài. Giải gì hay thế, mẹ game đánh là hay. Nhận xét về pha cà khịa của Levi 2 năm dự bị quốc tế là chuẩn luôn á. Là thần rừng dự bị quốc tế 2 năm của Zeroz quả đá đều là hay luôn á, là thông minh luôn á. Trận ngày mai Dashing Buffalo với Flash thì mình cũng có nói rồi. Nói chung là trận Dashing Buffalo với Flash thì mình nghĩ rằng là phần nhiều thì chắc vẫn sẽ là Dashing Buffalo hơi khó, Flash sẽ có nhiều cơ hội hơn. Trên thực tế thì mình dự đoán rằng là Dashing Buffalo thắng 3-2, nhưng mà nếu như mà để nói về cái chuyên môn cũng như là cái nhận định theo sát ấy thì mình nghĩ rằng là chắc là Flash sẽ nhỉnh hơn một tí. Cho phục thù kèo Flash với Dashing Buffalo, đoán cho đoán đúng cho xóa giáo án, à cho xóa án. Ôi anh cảm ơn Lê Duy Mạnh với comment xóa án nhá. Thế thì anh dự đoán luôn là ngày mai cái tỷ số nó sẽ là 3-1 dành cho Flash. Nói luôn mọi người, mai tỷ số 3-1 là dành cho Flash đi, được chưa? À, ngày mai các bạn là all in, bán sổ đỏ sổ đủng ra, đâm theo mình đi. Ngày mai Flash thắng 3-1 là các bạn về bờ luôn á, các bạn là về bờ luôn á. Còn cái tầm này thì liêm sỉ con mẹ gì nữa các bạn đi. Thôi tầm này không liêm sỉ nữa, các bạn bỏ qua cho mình đi, tha cho mình cái nhẹ đi. Ôi, cam này bị mờ hơi nước quá, mình không biết sao phòng này nó ướt quá. Xong mai Dashing Buffalo lại búng chim với mọi người. Thôi nào, mọi người cứ để cập với cái vấn đề linh tinh ngoài luồng không ạ. Anh ơi, mấy bạn fan LK đâu hết rồi, chiều nay không thấy gì hết trơn. Nói chung là về cái vấn đề đấy thì các bạn cũng đừng cả khi các bạn thấy rằng là cái cặp trận đấu này vốn dĩ là Gam đã là đội tuyển được đánh giá là cao hơn, và các bạn cũng nên đánh giá cao LK vì những gì LK đã chuẩn bị được. Mình nói thật với các bạn đấy, mình đánh giá rất là cao LK vì những gì mà LK chuẩn bị được. Còn cái vụ cà khịa hay là cái gì đấy thì thôi để sao đi. Cam của anh mờ thật, cam của anh đang để trong phòng này nó bị dính hơi nước, anh không biết lý do tại sao, nhưng mà tất cả nguyên cái phòng này nó đang rất là ướt. Không biết là ngày hôm nay mọi người có gọi là, chờ tí thì mình hỏi xem là ngày hôm nay ở trong cái phòng này nó có xịt nước hay gì không. Khoa ơi, sao cái phòng này nó toàn hơi nước ấy Khoa? Phòng này bình thường có nhiều hơi nước ẩm như này không? Sao anh chị nó bị ấy ẩm, nó ướt hết đồ luôn. Ok. À, cái phòng mình đang ướt rồi, ướt luôn á. Thề. Dạ. Vâng, thôi được rồi, nó cũng tạm tạm ổn rồi. Má vớ vẩn, bây giờ mình đổi tên mình thành TQBC cho anh em vừa lòng. Cài vãi nổi, hay là bây giờ tôi đổi tên luôn cho các ông vừa lòng này. Bây giờ tôi đổi tên luôn nhá, tụt phần bờ cờ luôn nhá. Mê, chẳng qua là tôi đang cố tình là để cái RP ở đây để tôi mua
Tôi mua trứng tôi mở cùng anh em để cho anh em xem cho là vui thôi. Đây này, cho các bạn xem này, tôi đang để trứng ở đây này, tôi mua rồi tôi mở cho anh em xem để cho anh em vui thôi, chứ còn mẹ không tôi đổi mẹ tên thành tôi quần búng chim. Đây, 10 cộng 1 nhóm linh thú trứng 3 này. Đấy, mua xong hết tiền rồi. Không còn tiền để mà đổi tên nữa, không tôi đổi tên luôn cho các ông xem ấy. Gớm, hết tiền rồi các bạn ạ. Mình hết tiền rồi, bây giờ bạn nào tặng mình đổi tên rồi. Thôi đùa các bạn đừng tặng. Để cái tên đấy nhục lắm các bạn ạ. Thôi này này này, ngày hôm nay này, ngày mai thật với các bạn là bởi vì má mình không còn liêm sỉ nữa rồi. Cái tầm này thì đéo còn cái liêm sỉ thì nữa rồi các bạn ạ. Thế nên là ấy, cái cú mở trứng của mình ngày hôm nay rất là tệ. Mình sẽ mở đéo ra một quả trứng 3 sao là cho các bạn, được chưa? Bởi vì mạnh hôm nay rất là tệ nên mạnh mở đéo ra một quả trứng 3 sao luôn cho mọi người. Cái này chắc là lỗi, cái này là lỗi game thôi. Cái này là lỗi game, sẽ bỏ qua đi. Chúng ta mở quả tiếp theo đi, là chắc chắn là không ra một quả 3 sao luôn á. Ngày hôm nay mình tệ như thế là mình mở không được ra 3 sao luôn. Đúng rồi, 2 sao thôi. Nó chỉ ra 2 sao thôi, được chưa? 2 sao là chuẩn bài luôn á, không được ra 3 sao, 2 hoặc 1 sao rồi. Chứ hôm nay nhân phẩm mình là hôm nay mình tệ như thế rồi. Đúng rồi. Bung chim đi. Quần. Búng chim ngay đi anh em bẩn vừa thôi đi, Facebook không làm thế được đâu. What the fuck? What the fuck? Chết rồi, sao rồi, sao rồi các bạn này. Ê, ngày hôm nay Mạnh sống tệ lắm nha. Không, đừng cho Mạnh mở ra trứng 3 sao đó, Mạnh giận á. Ôi chết con mẹ rồi. Má. Ôi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Bet dây của mình trong tập 6 này đã có 7 đâu. What the chết mẹ. Mở nhiều 3 sao á. Game lỗi ơi. Game để lỗi vẽ lìn ra mở đéo kiểu gì toàn 3 sao. Đéo hiểu game để lỗi rồi các bạn ạ. Không lên quăng cục lên như vậy, như vậy mèo à, chết mẹ rồi các bạn ơi. Không ổn rồi các bạn ơi. Mình không thích như này đâu các bạn ơi. Mở là mở ra 3 sao, 2 sao, 1 sao rồi các bạn ơi. Mở này chết mẹ mình rồi các bạn ơi. Má thề với anh em đứng trên sân khấu buồn cười với cái lì lúc mình bình luận trận ba. Mình vừa mới lên mình đã nói với ông Lu rồi. Má trận này anh em mình bình luận làm như thế nào? Ít nhất là phải làm cho bọn LK thắng được một game. Kiểu gì LK mới thắng một game anh ơi. Nên, sao cùng gào đánh hay quá sao chơi. Đâu mà. Thôi rồi nhiều 3 sao này thôi chơi rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay mình bị nghiệp quật này các bạn này, ngày hôm nay mình má đang là đại cao thủ bao nhiêu điểm, hôm qua vừa bị tụt xuống đại cao thủ không ấy, đại cao thủ 147 điểm, ngày hôm nay mình bị tụt cho các bạn xem được chưa. Má hôm nay sống tệ thế, tụt rồi.